Mình review cho các bạn xem một chú vẹt tơ nhá. Nói chung là rất đẹp, vẹt tơ đầu mùa thì rất đẹp. Đây các bạn thấy được. Rất là đẹp luôn. Mập mạp, màu đẹp, đều màu. Đây là chú vẹt tơ rất là khá thuần thôi. Vài hôm nữa mình đặt cái vòng chân về là bắt đầu mình sẽ đeo vòng chân cho nó. Là khá đẹp và duyên dáng. Cho các bạn nhìn lại một lần kỹ một lần nữa là nó rất là đẹp. Con thứ hai thì nó rất là đòn rất là dài. Đầu cũng là khá dài. Những cái bé như này thì thường nó có khả năng chống cao. Đây là bé thứ hai. Cái này cũng khá đẹp các bạn ạ. Cái này thì cái màu nó trên đầu nó bạc bạc hơn một chút. Một chút thì lúc nó thay lông nó cũng đẹp hơn. Nếu mà bạn nào quan tâm thì có thể là nhắn tin cho mình nhé. Cho các bạn xem một bé vẹt này nó hơi lạ một chút nhé. Đầu tiên này, các bạn thấy này, nó hơi lạ. Xem lại kỹ một lần nữa, đây cái đầu của nó các bạn.